Để đảm bảo an toàn cho hành khách và tài xế trên xe, thì các xe trên thị trường đều được trang bị các hệ thống an toàn, bao gồm hai phần, an toàn chủ động và an toàn bị động. Hệ thống an toàn chủ động gồm những trang bị trên xe nhằm giảm thiểu tối đa khả năng xảy ra va chạm, chẳng hạn như đèn pha cốt, đèn xi nhan, đèn sương mù, đèn hậu, ABS, EBD. Hệ thống an toàn bị động chỉ được kích hoạt khi tai nạn xảy ra để đảm bảo an toàn cho tài xế và hành khách trên xe. Các trang bị thường có là dây đai an toàn, túi khí, các thanh răng hấp thụ lực va chạm. Trong thí nghiệm độ an toàn của các hãng xe có 3 yếu tố đánh giá độ an toàn là sự tác động của vụ va chạm với hình nộm, độ thiệt hại của cabin và tốc độ túi khí. Trước khi thí nghiệm, các xe cần xả hết tất cả các loại dung dịch như dầu, nhớt, nước làm mát để tránh các dung dịch này chảy ra khu vực thí nghiệm và thiết bị thí nghiệm khi va chạm. Tiếp theo, lắp các loại máy đo, cảm biến ở sau xe. Các cảm biến và máy đo được cố định chặt chẽ vào thân xe, tránh những hư hỏng không cần thiết. Cuối cùng, người kiểm tra sẽ đặt hình nộm vào các vị trí ngồi trong xe. Hình nộm được gắn rất nhiều cảm biến để đo các mức độ ảnh hưởng do va chạm, đánh giá mức độ tổn thương cho cơ thể về đầu, mặt ngực, cánh tay và chân. Mức độ tác động lên hình nộm phản ánh trực tiếp các tác động lên tài xế và hành khách trên xe khi va chạm thực tế. Các thử nghiệm va chạm theo nhiều trường hợp khác nhau để đánh giá độ an toàn của xe, như kiểm tra va chạm trực diện phía trước, kiểm tra độ cứng của mui xe, kiểm tra va chạm phía trước cả bên lái và bên phụ. Các hãng xe nghiên cứu và thiết kế một mẫu xe mới, họ cần làm ra các bản mô hình để đem ra thử nghiệm va chạm thực tế để chứng minh mức độ an toàn của xe. Theo Insider, chi phí cho một cuộc kiểm tra mức độ an toàn của xe ô tô có thể lên tới hàng triệu đô la. Khoản tiền lớn nhất phải chi nằm ở các hình nộm. Chúng được sản xuất tại nhà máy Humanistic. Đây là sản xuất hình nộm thử nghiệm va chạm lớn nhất thế giới. Mỗi năm chỉ có khoảng 300 hình nộm được bán ra. Các kỹ thuật viên phải mất khoảng 5 tháng để tạo ra những hình nộm gắn thiết bị theo dõi tiên tiến nhất. Cấu tạo bên trong của chúng rất phức tạp và được ghép từ hơn 30.000 bộ phận. Các hình nộm đạt tiêu chuẩn phải truyền được toàn bộ dữ liệu va chạm về máy chủ của người điều phối cuộc thử nghiệm. Hình nộm có phiên bản dành cho nam và nữ để các chuyên gia có thể xác định xem loại phương tiện nào đó đặc biệt nguy hiểm đối với nam giới hay phụ nữ. Chúng cũng đã trải qua một số thay đổi trong những năm qua, thích nghi với hình dạng khi kích thước trung bình của con người thay đổi. Mỗi hình nộm có mức giá lên tới 1 triệu đô la.